Thế em nhìn nha, chụp ảnh đi. Thôi ở đây chào con đi nhá. Đấy nhá, anh bé nhỏ anh ngồi đúng sát em nhá. Anh là gầy nhất toàn đấy. Anh hít cầu khí đó. Trong ngày hôm nay rồi. Tí còn khoe chim vào nó cơ. Này mình là tầm khoảng mấy giờ thì nghỉ hả em? Chắc em nốt chuyến này đi anh ạ. Ủa thế à? Nốt chuyến này nó về là cũng hết khách. Cứ hết khách là mình nghỉ. À. Nước nông thôi nhỉ, nước nông ấy. Nước nông lắm. Nông nó đầy dần nó mới đi, nó tạt như này nó nặng. Hành trình hơi bị ra ngoài. Về thưởng ít nữa tí nó về thưởng các bé hay bát phở nhá. Nhờ bé các bác mới được vào đấy. Mới có được cùng đoàn đấy. Trồng cây rưỡi nha, cây rưỡi á. Ba cây ạ. Chị trèo mệt đấy. Mệt chứ chị. Mình được khoảng bao nhiêu chuyến một ngày em? Tùy, những ngày hôm nay thì đến giờ này thì cũng được 7, 6, 7 chuyến. Ủa thế rồi á? Anh tưởng phải nhiều hơn cơ. Khỏe thì mới được anh ạ. Đi yếu còn phải nghỉ theo lượng khách, lượng người sức của người mình chứ. Đúng rồi. Vâng, mình... như kiểu nha, đấy, như kiểu em đi như thế này nhưng mà bao nhiêu thuyền Việt trước thì nó là vậy. Chứ người khỏe thì họ sẽ được hơn. Còn tùy vào sức của mình nữa không? Chứ mình không thể nào mà bằng họ được. Nhiều khi họ được 10 chuyến nhưng mình chỉ được khoảng 7 chuyến thôi. Mình đến nơi mình làm đến đây. Mà 7-8 thuyền đi sau em vượt hết nhưng mà không đi được khi mình nhớ đâu. Nó là vậy. Sức mình nữa. Anh nhìn thấy chưa? Họ đi sau đi chưa? Mình ngoan lên đầu rồi. Thế là sao được anh mà. Đoán được nhiều người họ được nhiều hơn mình. Mình thì không được bằng họ là mình yếu hơn. Đấy, đúng không? Nó là vậy. Chứ người này thì bảo là thì ta được mình được chục chuyến. Người sau lại bảo thì ta 6 chuyến, người nữa là được 7 chuyến. Sức của mỗi người đến đâu mình làm đến đấy. Đây đây, chừng này họ vượt mình ở đây phải không? Đấy, đi cho thuyền đi, mấy thuyền nữa nó còn vượt nhiều chị ạ. Em đi chuyến nào nữa chả vậy. Sổ bên kia, các cô được đi trước, đừng đuổi chim đi nhá. Sức đàn ông nó vẫn khỏe hơn chị em phụ nữ thấy. Cái gà co thế à? Gà cổ đây à? Như kiểu cái anh này, anh bảo gì? Sao mình đi toàn giật luôn. Đó nhà nào đây? Sức có hạn. Sức có hạn anh ạ. Mình không vào ấy mình chết luôn. Vào cái lúc ấy. Cái lúc kia mà mình xuống luôn ấy, lúc kia mà là vào đi thì mọi người không vào. Thế nào bây giờ em là được cắm nhiều nhất. Đừng sợ
rồi. Mọi người ai cũng cái lúc đức vào là lúc đấy là có người ta tòi ra ngoài một tí rồi này, này là mình mới dám đứng vào mình chụp. Thế mới đúng du lịch. Không cho mình đến đấy nếu mà nó mình có cái này mà họ đầu luôn cho nhanh rồi. Tối họ ngủ ngon cả đêm, mình con nhỏ. Nên lái đò họ bảo nhìn phải chó những con chết rồi. Tí này mới là du lịch này. Tính đồn. Khách phải vui. Nên là khách nào về thì em cũng vui vẻ lắm. Chị mà ở đây mà đánh sao 10 sao em phải cho chị 10 sao. Đấy. Được không con? Đầu kia không có máu đâu. Diệp muốn về thôi. Diệp bị thương. Đậu trắng như kìa. Sắp sửa đến vườn chim lại. Vào đến vườn chim thì đề nghị mọi người nhỏ tiếng hộ em một tí nhá. Mình vui vẻ ở ngoài này nói to vậy thôi, nhưng mà vào đến vườn chim mình sẽ nhỏ nhá. Sao những người này đi bộ là như nào chị? Đường đi bộ là đường đi thăm chim ạ. À. Có cả đường đi bộ lẫn đường đi thuyền. Nhưng mà thực tế mình đi thuyền sẽ gần chim hơn. Và mình sẽ ngắm nhiều được nhiều loài chim. Đi bộ thì mình nhìn từ xa thì ạ. Đường đi bộ xa lắm. Xa gấp đôi là thường đường đi thuyền. À, chắc là Tây người ta lại thích đi. Vâng, Tây họ thích đi bộ hơn. Đi bộ hơn không? Anh này anh lúc anh đi theo em giờ mà anh ấy đã bọc về. Nhỏ tiếng hơn mọi người ơi. Giờ chim nhiều chưa? Đẹp đấy nhỉ. Cái này nó có thể nhiều. Thả được anh đấy vừa chim rồi. Chim chắc không nữa rồi. Con ơi cho tay vào khẩn đỉnh mất. Con này là con hạc to này, con hạc màu trắng, chắc là sẽ là cò trắng á. Còn có cả con vạc nữa. Vạc chuẩn bị là đen lên đấy. Ô, nó để đây này chị. Vâng, đấy trong đấy là tổ đấy. Con này nó cao. Đi gần mọi người mới thăm. Cái này lỏng ra. Hạc quá. Thế thế là chị đưa bọn em một vòng là vòng về luôn à? Vâng ạ, cứ một vòng là bọn em sẽ vòng về. Thôi chị cứ chụp ảnh thoải mái đi ạ. Em nhìn ma lắm, cứ chụp ảnh đi. Ô, nhiều lắm kìa, là con kìa. Vâng, nhiều lắm. Nhiều con lắm. Nhiều quá như này nó ấy là nhiều.
nhiều quá, nhiều quá thì nó cũng thấy chứ. Anh bật cúc áo ra cho nó dễ chịu anh ạ. Nhìn cái áo nó bó quá. Anh lại tưởng nhầm sai. Vâng ạ. Vào nó một lúc nữa nó về nhiều nó kêu mầm ấy. Mình có cách đêm không cho anh nhỉ? Nhìn ra đàm bồ đây, tiếp tục nào. Chim ở đây. Đây, đang xuống như này. Cái nào? Dưới chưa? Có cái dưới thôi, bỏ cái dưới đi. Đừng bỏ luôn cái dưới. Hạc thôi, đây này. Hạc. Hạc. Vào đây có mùi chim rồi. Thì nó cứ vậy nó về, những cái cây này nó trắng hết. Nhiều nhất là mùa đông. Mùa xuân này còn ít nhất trong mùa hạ nó ít hơn nữa. Xong đến mùa thu nó lại bắt đầu nó về. Nó di cư mà anh. Dạ, xin di cư nữa. Từ Gia Viễn này, từ Do Quan này, từ Tam Điệp này, từ Hoa Lư này. Nhưng mà cái khu Gia Viễn này thì nó không về vì nó lên núi rồi. Còn những khu Do Quan này với Tam Điệp vừa nãy đấy là cứ hai hướng nó đổ về với lại Hoa Lư nữa. Thế mùa này mới là trung bình chim thôi đúng không chú? Mùa này trung bình chim, chú chưa phải là. Tuy nhiên thì chim linh bình to nhất canh các chị ạ. Cái canh giá là vừa to mà vừa đẹp, vỏ dài nhiều lông mà lông mượt đấy là. Anh xem lấy chen chúc nhau thế vàng anh nhìn không? Ôi, to cái con này này. Đang kêu, đang kêu. Về nha. Về rồi. Anh có 100.000 không? Em có 100.000. Trả ra này. Thế trả lốt sau. Trả lốt lại cho bạn này. Của ai này? Đây là nó là một đàn. Chắc là một muộn nữa nhỉ? Chắc đứng ngay gần đây cơ nhỉ? Hôm nay anh ơi. Hôm nay đây.
tay phải mình ấy. Không, một cá mất rồi. Một cá. Nó còn đứng bằng một chân nữa nhé, còn một chân nữa. Nó mỏi chân này, nó thay đổi chân kia. Hôm nay sếp điều hành cả nhân viên cả. Em bé ơi, cho tay vào cho cô nào. Ôi trời ơi, nghịch nước. Bạn cứ chim thôi con ơi. Cái nhà mình về thì cứ thỉnh thoảng có gạo quả ăn cơm, cứ thỉnh thoảng có gạo chăn chim. Đến mùa nó về em sẽ về nữa. Rồi về em hơi bên kia. Rồi. Đâu về ăn hạt. Như mình qua. Anh nhìn thấy cái gì rồi? Ông ấy. Nó có hai con ấy, nhưng mà vợ chồng nó cãi nhau muốn đi mất con. Ông vịt rời. Hai con đôi. Thì là chắc một tám ba, một tám ba. Chứ còn gì nữa? Cãi nhau nên là nó về nhà hàng mất rồi con. Đấy là đường nghỉ khách đi bộ thăm chim. Nhưng mình sẽ không nhìn rõ bằng mình ngồi thuyền đâu anh ạ. Nhìn ở trên chỉ nhìn thấy lớp lớp thôi chứ không phân biệt được loại chim. Đó. Đấy ven ven núi đấy. Đúng rồi. Đường đoạn đường nó dài gấp đôi là đường đi thuyền. Nó cánh như kiểu bị rách bên kia ấy nhỉ? Bị đụng lông ảnh nó rách. Hay nhỉ. Chân dài xoẹt mà lại đậu ở trên đấy nhỉ? Cho lên để cây nó sống chứ. Bây giờ nghĩ ra mới xe em thôi. Đi xe điện. Xe điện đi. Đây là núi đá nha, để nó chưa có nha, được đến 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, trên kia chị ơi, trên kia biết thì sao? Vì nó kiếm thức ăn, nó nông. Không phải là nó nông, ở bên đấy là nó khuất gió ấy nhỉ. Đấy là lý tưởng nhá. Vâng ạ. Đấy,
Ôi chưa quay vậy. Đâu, bấm đây chứ. À nhím 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 ở đằng trước, nhím từ bên. Được chưa? Vậy đó. Bố lên đi. Trong bản thân đấy thôi, bố lên đi rồi. Tay lái không đều nên nó thế. Đừng đưa lại nhá. Vậy à? Ôi trời ơi, hôm nay anh cả anh cũng phải ra. Tiêu anh du lịch cũng phải ra cho nó. Hỏi mấy ông điều hành du lịch ra cho các ông trả đò cho biết. Điều vào nào nào. Huyền ơi, Huyền. Huyền ơi. Huyền. Huyền ơi. Hình như chồng nó không trả đò ấy. Có hôm nào chở muộn nhất là mấy giờ chứ? Dạ, hết khách. Hết khách. Hết khách đi thôi. Bây giờ hỏi cho họ. Thế giờ mình về này. Vẫn ở đâu nhắn. Xong rồi. Đèn tướng. Dạ hết một chuyến á. Thế nếu mà mình đi sớm thì mình dùng vé này đi hang Bụt vẫn được cái gì ạ? Vâng ạ, đi giờ anh hai anh đi hang Bụt vẫn còn đấy. Dạ. Yeah. Vâng giờ mình đi luôn hang Bụt thôi. Bên này có cái gì chứ? Bên này có những cái gì chứ? Hang ạ, mình chỉ vào hang đi, cửa mình đi chẳng hang đấy. Nhưng mà nó có xa không em? Hang động đấy dài 500 mét cả đi cả về, một cây số đi trong hang ạ. Thế thì có khi ngắn hơn đây à? Vâng, ngắn hơn đây. Cái đấy đi khoảng 10 phút mà. Ở đây đi phải 35 phút. Ừ. Tán đường nó ở đây nó gấp 3 cơ mà. Hang ông Bụt ạ. Vâng, ở đấy họ chở có 4 người thôi. Chim nó về kìa. Đây là 10 người trên một thuyền. Họ đi nhanh hơn anh ạ. Lúc đấy mình chờ đã kém 5 mấy con. Cố lên, cố lên, sắp về rồi. Nhìn cái máy bay thật nhỉ. Còn đông khách lắm. Mùng 8 tháng 3 mà chị. Hôm nay anh các anh mới cho các chị đi chơi. Đấy hôm nay bọn em không được đi chơi, bọn em nó đi chở các chị thế. Hôm nay mùng 9 thì chứ nhỉ? Mùng 9 cũng là ngày mùng 8 mà anh chưa cho đi thì hôm nay các anh mùng 9 anh là phải cho đi. Ngày thường đông khách không thì ngày thường trung bình anh chị ạ. Ngày được vòng đò là mỗi người được một số. Còn những ngày thứ bảy gọi là cứ vui cho những ngày thứ bảy chủ nhật. Cái này đi tối thì nó đẹp nha nhỉ. Rồi. La 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 la.